Đây là một bài viết được trích ở trong sách Mùi Mẹ, để nhắc bạn nhớ rằng Tết ta về nhà với mẹ. Và đừng quên, sách Mùi Mẹ của Spiderum đang được giảm giá 20% ở trong link ở phần description nhé. Con trai yêu quý, hồi con học lớp 1, trời mưa to, mẹ đã nhìn thấy con giữ chặt cái ô nhỏ ở trong tay, bước đi mạnh mẽ và tự hào phía sau để che chở cho Linh suốt quãng đường từ trường về nhà bạn. Mẹ đã được thấy con và Linh lớn lên cùng nhau, thân thiết với nhau trong suốt những năm tiểu học. Mẹ biết con vui đến thế nào khi bạn mang quà sang cho con vào ngày sinh nhật, và đã buồn biết bao nhiêu khi mà không được học cùng trường với bạn khi chuyển cấp. Mẹ cũng biết suốt 3 năm trung học, con vẫn đạp xe qua nhà bạn mỗi chiều tan học, dẫu đường về nhà bạn có ngược một đoạn so với nhà mình. Và con đã rất vui mỗi khi được nói chuyện với bạn, chỉ dám 3 phút thôi, khi tình cờ gặp nhau ở bến xe buýt gần nhà. Nhưng mà mẹ đã rất bất ngờ khi con thổ lộ với đôi mắt đỏ hoe: bạn ấy từ chối con mẹ. Dẫu là con đã đọc hết cuốn Cẩm nang cho các chàng trai trẻ, đã cao hơn mẹ, đã đi chật giày của bố, đã bắt đầu cạo râu và rửa mặt bằng đồ của đàn ông, dẫu giọng nói con đã vỡ ổ ổ và mặt con thì lấm tấm đầy trứng cá, mẹ cũng không ngờ rằng con của mẹ đã là chàng trai trẻ biết yêu. Đừng có vội buồn con ạ, bởi vì không hẳn những gì mà con cảm thấy đã là tình yêu đâu. Linh đã và luôn là bạn nữ duy nhất mà con chơi từ từ tấm bé. Bạn ấy đặc biệt bởi vì bạn ấy là bạn nữ duy nhất không tìm cách bắt nạt con, đánh con hay là bắt con làm ải hộ. Bạn ấy đặc biệt bởi vì bạn ấy biết chơi piano rất hay và có thể ngồi nghe con kể chuyện hàng giờ. Bạn ấy tuyệt vời bởi vì bạn ấy thấy được cậu bé thông minh và nhân hậu ở trong con, làm con cười và say sưa với những câu chuyện mà con kể. Đó rõ ràng là một sự cảm thông và đồng điệu, là bước khởi đầu tốt đẹp của tình yêu. Nhưng mà đó chưa hẳn đã là tình yêu con nhé, bởi vì tình yêu cần hơn thế rất là nhiều. Đừng có buồn vội con ạ. Có lẽ bạn ấy muốn chờ xem là con có xứng đáng với mình hay không, và ngược lại. Thế nên là hãy cho bạn thời gian để bạn hiểu con hơn. Bạn cần nhìn thấy một chàng trai vững vàng bước ra từ cậu bé nhút nhát ngày xưa. Bạn cần thấy một người đàn ông thông minh và thực tế lớn lên từ anh chàng mọt sách. Bạn cần biết là con có đủ tự tin và mạnh mẽ để che chở cho người con yêu quý và gánh trách nhiệm cho bản thân mình hay không. Con cần có thời gian để xem là liệu con có biết yêu thương đủ để tha thứ những lỗi lầm hay không. Hãy cho con có thời gian để học tất cả những điều đó, và hãy để bạn được học cùng con như là những người bạn bình thường thôi con nhé. Và biết đâu là bạn ấy sẽ thích con thì sao? Và biết đâu được đấy, bạn ấy sẽ yêu con. Đừng có vội buồn con ạ, bởi vì tình yêu ấy mà là một thứ khó hiểu và rất đỗi mong manh. Con không thể nào muốn là có thể yêu được một người, và cũng không thể nào mà bảo trái tim mình đừng có yêu ai đó. Bạn con cần thời gian để biết rõ liệu bạn ấy có thực sự là yêu con hay không. Và nếu như bạn ấy thực sự chỉ coi con là bạn, thì hãy vui mừng, bởi vì con đã có một cô bạn trung thực và hiểu bản thân mình. Bởi vì tình yêu sẽ không thể lâu bền nếu như chỉ đến từ một phía. Biết đâu trong cuộc sống này đang giấu đi một cô gái rất tuyệt vời, có thể làm cho con hạnh phúc. Đang đợi đến lúc nào đấy con thành một chàng trai xứng đáng thì mới mang đến tặng cho con thì sao? Đừng có buồn vội con nhé, bởi vì bố con từng bảo với mẹ, tình yêu đầu tiên là trò chơi cuối cùng. Cả bố và mẹ đều đã từng yêu ai đó ở tuổi của con. Mối tình đầu rất đẹp, đã dạy cho cả bố và mẹ những bài học về tình yêu và cả sự trưởng thành. Đã buộc bố mẹ phải nhìn thật sâu để hiểu rõ mình và điều gì làm cho mình hạnh phúc. Nó sẽ đánh dấu sự trưởng thành của con, bởi vì khi con yêu lần nữa, con sẽ biết trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình nhiều hơn. Bố mẹ hạnh phúc bởi vì bố mẹ đã học được cách yêu thương người khác từ sự đổ vỡ của mối tình đầu.
và giờ có thể nắm tay nhau, nhìn lại, mỉm cười về những thời tuổi trẻ. Thế thì con, ngay cả khi thực sự bị từ chối, thì vẫn có thể học được rất nhiều điều từ đó. Mẹ đã khóc khi mà nghe con nói. Không hẳn là vì buồn đâu, mà cả vì vui nữa. Con của mẹ đã là chàng trai trẻ có trái tim biết yêu, biết buồn, biết giận. Vì con đã chọn mẹ để thổ lộ điều này, và vì bố mẹ sẽ được cùng con đi tiếp chặng đường để học cách yêu, bố hẳn có rất nhiều điều để nói với con, và cũng rất mong được nghe con nói. Bố từng là chàng trai đào hoa trong chuyện tình yêu, thế nào bố chẳng có những bí mật dành riêng để kể cho con. Thế nên là ấy, cứ thử kể chuyện của mình cho cả bố nghe nữa, con trai nhé. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này, và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy ghé shop của chúng mình để mua sách Mùi Mẹ ngay hôm nay và đăng nhập vào spadum.com để tìm đọc thêm. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.